Luật kinh doanh bảo hiểm. Điều 84. Đại lý bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm. Theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Điều 85. Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm. Đại lý bảo hiểm có thể được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền tiến hành các hoạt động sau đây. 1. Giới thiệu, chào bán bảo hiểm. 2. Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm. 3. Thu phí bảo hiểm. 4. Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. 5. Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Điều 86. Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm. 1. Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây: Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp. Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung, hình thức đào tạo, việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm. 2. Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây. Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp. Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm. Phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản một điều này. 3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật, không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm. Điều 87. Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm. Hợp đồng đại lý bảo hiểm phải có các nội dung chủ yếu sau đây. 1. Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm. 2. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm. 3. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm. 4. Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm. 5. Hoa hồng đại lý bảo hiểm 6. Thời hạn hợp đồng 7. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp Điều 88 Trách nhiệm của đại lý bảo hiểm Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết. Đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm.